Trời ơi. Trời ơi, nó mục. Một cái cục cây. Trời ơi. Ó, xuôi cái chân luôn rồi. Dạ Vườn Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Vườn Hồ đang có mặt tại nhà ông Hai, gần 90 tuổi. Và thời điểm bây giờ là cũng 2 giờ. Và cô bác quý anh chị thấy á, ông Hai đang đồ dớn của mình nè. Ông Hai sống cùng với người vợ của mình trong một cái căn chòi gách và được Quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ sửa lại cái ngôi nhà. Và ngày hôm nay cũng giống như mọi ngày, ông Hai ngày cũng phải đi đổ dớn 2 lần. Đúng quá, lát lội qua bển đổ luôn hả ông Hai? Bển không lội, không được có bển. Dạ, nay ở bên đây mấy cái? Đổ cái dớn với đẳng đó với cơ cục này. Dạ. Cái này là cái cửa ngục. Đất lúng quá, đất sình quá ông Hai ơi. Ông Hai bình thường nếu như mà lội mà có không có cái thao là ông Hai lội qua sông qua lại được mấy quận á? Quận 1. Đi hơi 1 vậy. Gần 90 tuổi rồi vẫn còn lội sông mưu sinh, may mắn được cái là sức khỏe tốt. Dạ. Ủa ốc nó vô quá nhiều ha ông Hai? Ốc vô nhiều ha. Nóng nhịn chết trời. Dạ, con nghe bốc mùi rồi. Bỏ mấy giờ không đổ nè. Dạ. Hiện nay là ở miền Tây á cô bác anh chị. À, nóng nhiệt độ ở ngoài trời á là 37 độ C. À, có thể nói là rất là nóng ha. Còn nhiệt độ mà trên mặt đường á khoảng từ hơn 40 độ. À, thì ở một số vùng khác thì nó thậm chí nó còn nóng hơn. Cô bác anh chị hồi cho cô bác anh chị coi cái nhiệt độ ở miền Tây ha. Đây. 39 độ cô bác anh chị. À 39 độ ha. À, bây giờ gần 40 độ luôn rồi. Gần 40 độ ông Hai ơi. Phải nói là rất là nóng luôn. Nóng hả? Dạ. Bởi vì nóng rồi, nóng quá nóng rồi. À. Bây giờ thì các anh thợ cũng đang khởi công để mà làm nhà của ông Hai. Dạ. Ông Hai được mấy cái cửa ngục vậy? Hai cái à. Đây cái bên đó một cái à. Có cần mua thêm không? Thôi đúng rồi. Nhiều quá mệt hay sao? Nhiều cá à. Dạ. Sao con thấy không có chạy cá mà sao đặt toàn là chạy ốc không vậy? May lợi luôn hay gì không Hai? Ôi trời ơi. Ờ thấy đường may lại luôn. Ờ. Ở đâu mà ông đem theo cái cây đó hay vậy? Mua mình đem chạy. Ờ. Còn mai vá được cô bác anh chị. Ông Hai phải. Cái lỗ nó to không? Gách to không ông Hai? Gách bọn to to. Cũng là bữa hôm chết con. Chết ở trong cái cửa ngục mình hả? Vô nó ăn. Dạ. Thời tiết bây giờ thở thôi cũng thấy mệt nữa. Chín mươi tuổi vẫn còn trầm mình ở dưới nước cô bác quý anh chị, gần 90 tuổi rồi. Cái tuổi mà cước lên là ông Hai là 89 tuổi. Còn cái tuổi thật là ông Hai là 84 tuổi rồi.
nước bây giờ bị tù ở cô bác anh chị, nên nước của nó cũng khá là ô nhiễm ha. Màu chuyển sang một cái màu xanh rồi, không có, do hai đầu đang chặn cái đập lại á. Ở miền Tây đa số là bao đê hết à. Sao không đem gần đây để mà giá cho nó dễ mà ông hai phải trầm mình ở dưới nước vậy? Dùng vậy giá. À, thương ghê không? Ồ, xong rồi. Giá cái giỡn khoảng 5 phút. Rồi đặt lại. Thế 12 cân ngục mà kêu gọi quên gọi là cái giỡn quá. Giặt nó luôn hả ông hai? Giặt cho nó sạch hả? Dạo cho đỡ cùng rác rồi. Dạ. Sạch thì con cá nó mới vô. Còn một cái giớn nhỏ nhỏ bên kia nữa kìa. Giớn là ông hai mua nhiêu cái? Này mua giớn con 50 thôi ơi. 50 thôi. Đặt 7 cái ốc cá bay trầu tết đeo trong bay cho cá ăn. Dạ. Để mồi ra. Thấy ta sửa nhà mừng không ông hai? Thấy ta sửa nhà mừng không? Mừng chứ. Tại sửa cái này mùa nắng đang mưa có ở. Dạ. Mắc lội vô ngoài kia để kéo cho nó thẳng ra hả? Mất lội vô ngoài kia. Không, không có lội, kéo vô mà. Dạ. Rồi có đặt lại không? Ôi ôi, nó dài ha. Cái gì ông hai? Cá gì? Ờ. Để con cá cha. Đâu? Cá nhỏ. Hai ba ngày nay ông không đổ hay sao á? Không. Đổ lần cá cha nó ăn được rồi. Đó là phải cho cá ăn luôn. Mần khô. Xanh rồi sao mần khô được? Cá tư mới chết. Như cá lóc. Rồi trúng mánh rồi ha. Mần khô luôn hả ông hai? Rồi em lên nữa mần khô. Nhiều ốc ha. Có con cua nữa kìa. Cá tra đó chết lâu chưa? Đó, 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 đó ở ngoài cho con coi cá tra với ông hai. Cho con coi cá tra với. Cẩn thận nha ông hai, có ngạnh đó.
cũng không có sình lắm đúng không? Không, đó là tươi xanh nè. Còn tươi, có nghĩa là mới bị ngập nước đi thôi. Đông ha? À, còn tươi mà. Con cá đó, con cá đó muối chiên cũng được nữa. Có con cá nhỏ nhỏ kia sình rồi. Thấy có cơ cá lóc à. Lớn tuổi rồi nên làm cái gì, cái công việc gì cũng chậm chậm hết á. Cũng nhiều con ốc không hai? Ừ, cái này có ăn bữa không hết. Dạ. Ông hai phải luộc lại rồi mới lễ ra cho con cá ăn hả? Ông hai nuôi cá có cần thức ăn không? Ừ. Nuôi cá có cần thức ăn không? Có thức ăn rồi. Có mua thức ăn công nghiệp á? Ừ. Bao ăn đi, gần cả năm đặng ơi. Ồ, cho ăn ít vậy? Ừ, bị có mồi này nè. Dạ. Cho nó ăn dặm theo vô thôi đúng không? Bán nuôi cá gần Tết, có bán lấy tiền ăn Tết hay sao? Bán Tết gì đâu, nuôi để sáng thức ăn đó, mình bắt ăn. Tháng gì ông hay nói tháng gì? Tháng nào thức ăn đó, không có bắt ăn. Dạ. Xúc, giọt xưa xúc cá bự. Rồi đem lên. Ông hai phải chắc chiêu từng cái con ốc luôn á. Có mấy con còng đúng không hai? Bỏ nó đi. Đặt lại hả? Đặt lại phải kéo ra ngoài kia nữa. Phải kéo ra ngoài kia. Phải lội, lội xong nữa. Ừ, ăn thua gì. Nếu như mà không có cô bác anh chị mà chung tay chờ sửa cho ông hai thì không biết nhà ông hai khi nào mới sửa được luôn á. À, đổ xong á thì ông hai phải tiếp tục, đó là lội xong để kéo cái cửa ngục này cho nó dày ra. Theo ước tính của Bùi Hồ thì cái cửa ngục này dài khoảng hơn 10 mét đó cô bác anh chị. À, ở miền Tây thì cũng có nhiều, khá nhiều, nhiều hình thức bắt cá ha. Đây là cửa ngục nè, hay người ta gọi là đặt lú á. Và phía bên kia sông đó là cái giớn. Cái giớn này nó có nhiều cái kích cỡ, cô bác anh chị. Có cái lớn cũng có cái nhỏ. Rồi đặt lưới nè, rồi cắt vó nè. À, thì cũng có khá là nhiều hình thức. Rồi giăng câu à, nhiều lắm. Rồi, lội đi. Được. Kiếm gì nữa không hai? Đi cầm lại nha. Cầm đi trên cao quá rồi. À,
Kiếm đồng tiền vất vả lắm. Kiếm cục gạch hả? Gạch hồi nãy mở ra quên, bỏ quên đâu à. Chìm dưới nước rồi. Thì nước chìm. Dạ. Cây mà sao không hay? Đó chỉ cái cây. Dạ. À, cô bác anh vậy thấy không? Hỏi dần sát nó cũng chìm dữ à. Cái con kênh này vậy chứ mới vừa nạo vét nên thành nữ là lúc đầu ông hai luôn á cô bác anh chị. Sâu lắm. Rồi xong qua bên kia đổ cái vớn bên kia hả ông hai? Vớn bên dưới nè. Dạ. Ờ. Đây qua đây. Dạ. À dạ. Ông hai tưởng nó ông hai lên bây giờ. Ông hai tiếp tục đổ thêm cái vớn này nữa. Đổ vớn này nữa chứ. Vớn này hôm đặt lại 2-3 bữa rồi. Dạ. Trời ơi rắn trung chết rồi. Đó. Hồi rắn trung bự ông hai. Ừ. Còn sống ông hai ơi. Sống sao? Ông hai đem ở đây ông hai. Còn sống đó. Sống để lên lấy cái tàu rồi. Còn sống không? Còn sống. Ôi ôi trời. Sống lên lấy tàu mà. Đâu hai đứa con coi coi. Hả? Đem xích lên đây nè ông hai. Đâu. Cái giới cục 10 gram gì đó nè. À. Ông hai dám cầm nó không? Dám đi lên lấy tàu rồi xuống bắt bỏ vô. Để trên tàu nó cắn. Ông hai mới vừa lấy cái ây da, ây da. Ừ. Trời ơi. Trời ơi nó mục. Mục cái cục cây. Trời ơi. Ồ xuôi cái chân luôn rồi. Có thòng nước đó. Dạ. Ồ thật sự nó lúng của bác của chị. Ây da. Chút xíu đi. Con nói nó còn sống mà. Rồi trở lại đây rồi. Nó có không? Hay là ra luôn rồi? Đâu đi ra được. Kìa con. Ô. Ô con rắn con bự không hay. Ông hai ơi. Cẩn thận nha.
Đó, cũng có cá nhiều không hay ha. Như vậy là chiều nay ông Hai được bội thu rồi. Vừa có cá, vừa có ốc, vừa có gắn luôn. Thấy ông Hai ha. Và như vậy là một thước phim ngắn ngắn quay về cái cảnh mà ông Hai đổ vốn cho cô bác quý anh chị xem. Còn bây giờ thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ lên trên ngôi nhà của ông Hai hiện nay làm những cái công đoạn gì ha. Con đi lên trước nha ông Hai. Và đây là cái ngôi nhà của ông Hai sau khi các anh thợ dỡ ra này cô bác quý anh chị. Các anh sẽ đâm le cái phần này rồi sau đó xây gạch lên ba tấc cái đổ đà ở trên ha. Rồi sau đó sẽ bơm cát vô và sẽ dán gạch men. Bùi Hồ có nói với anh Hợp luôn là làm luôn cái phần nhà vệ sinh á, dán gạch luôn nhà vệ sinh, đi điện lại hết. Còn đây là bà Hai nè, cũng may là dỡ cái phần trừ cái phần mái tôn trên này lại thì bà Hai có thể nằm ở đây được nè. Bùi Hồ sẽ nói với ông Hai á, sẽ gom một đồ nào mà không sử dụng nữa thì mình gom đi tiêu hủy ha. Còn đây là cái trang thờ, trang thượng hay theo đạo cao đài á, thành thử ra đây một hết rồi. Trang này bị mối mọt ăn hết. Đây, đằng sau này cô bác có gì đấy không? Chỉ chừa lại cái khung cột với lại cái phần mái trên này thôi. Còn sửa cái phần tôn xung quanh những cái đố sắt sửa lại hết luôn. Ở đây là cái phần bên hông một cái nhà vệ sinh. Ở đây thì có thể làm cái không gian này là để rửa chén bát rồi được luôn. Giống như một cái sàn nước thôi cô bác có gì. Cô chào bà Hai ha. Ủa bà Hai giật mình. Ủa ông Hai đâu rồi? Không biết ông Hai đâu nữa. Sáng bà Hai ăn cơm cái gì? Không biết ăn cơm với gì nữa. Dạ. Nằm đây nóng quá hả bà Hai? Thấy sửa nhà mừng không? Mừng chứ. Bà Hai thì không có thấy đường quá anh chị. Chỉ nằm co. Nằm rút co đi qua đó coi. Dạ. Không biết ông Hai đi đâu, không biết nữa. Ông Hai đi đổ vốn rồi. Con là bộ hỏi bà Hai chơi á. Dạ, bà Hai với ông Hai cứ dựa nhau mà sống, cứ gắn bó nhau á. Ông Hai đâu đi đâu được, ở nhà chăm sóc cho bà Hai suốt à. Đúng rồi đó con. Dạ, ngày hôm nay thì đến đây để mà chia sẻ hình ảnh này cho cô bác quý anh chị được biết ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.